Quý khán giả thân mến, dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn tràn đầy nghị lực, đó là cảm nhận chung của những người xung quanh về em Đỗ Hồng Xuân, bí thư chi đoàn lớp 12A5, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Hồng Xuân vẫn luôn cố gắng hết mình để vừa phụ giúp gia đình, vừa học tập thật tốt. Hồng Xuân không may mất ba khi em vừa thi đậu vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Những tưởng nỗi đau bất ngờ và hoàn cảnh khó khăn của gia đình sẽ làm giảm sút sức học của cô gái nhỏ. Ngược lại, em càng cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Kết quả em luôn nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất lớp. Không có nhà, hiện em, mẹ và chị gái sống nhờ nhà người chú. Do sức khỏe không tốt nên mẹ Xuân bán vé số, chị Xuân phụ quán nước. Hằng ngày em quá gian xe bạn đến trường, tối đến lại tranh thủ làm thêm để phụ giúp mẹ và chị. Ý chí thúc giục em phải luôn cố gắng sống lạc quan, nỗ lực để mẹ và chị yên lòng. Dạ, mặc dù là con cũng gặp nhiều cái khó khăn nhất định ở trong cuộc sống với lại trong quá trình học tập, nhưng mà con cũng có một số nguồn động lực nhất định. Cái thứ nhất là con nhận được sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ từ gia đình, bạn bè, thầy cô. Cộng đồng giúp đỡ con rất nhiều, tạo cho con những cái điều kiện tốt nhất để con có thể theo đuổi quá trình học tập của mình. Cái thứ hai là con có một cái nguồn nội động lực. Con có những cái mong muốn, những cái khát vọng ở trong tương lai là con sẽ học tập thật là tốt và con sẽ tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, một tương lai sáng lạng hơn. Và cái thứ ba là nó xuất phát từ niềm yêu thích của riêng bản thân con, là con mong muốn được nỗ lực, được cố gắng và tham gia thiệt là nhiều phong trào để tích lũy thêm kinh nghiệm và học hỏi được nhiều điều cho bản thân. Cái năng lực học tập thì bé là một học sinh chăm ngoan và trong 3 năm thì em đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Trong lớp thì Hồng Xuân rất là năng nổ, tích cực trong tất cả các cái hoạt động học tập của lớp. Thì bé tuy có cái điều kiện khó khăn, cái hoàn cảnh khá là khó khăn, nhưng mà em luôn có cái ý chí nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh của mình. Hồng Xuân nhỏ con, thấp bé và gầy, thế nhưng bên cạnh các hoạt động học tập chuyên môn, cô học trò nhỏ nhắn này vẫn làm tốt vai trò bí thư chi đoàn của lớp. Với sự nhiệt huyết của mình, em đã thu hút được sự ủng hộ của tất cả các bạn đoàn viên trong lớp. Em là tham gia cộng đoàn từ năm lớp 10. Thì có thể nói là trong tất cả hoạt động thì Xuân rất là năng nổ và nhiệt tình. Đặc biệt với vai trò là thủ lĩnh chi đoàn thì Xuân có rất nhiều cái ý tưởng trong việc tổ chức hoạt động cho chi đoàn lớp. Thì nhờ cái sự năng nổ nhiệt tình của Xuân thì chi đoàn của Xuân thường xuyên là nằm trong top những chi đoàn mà hoạt động tốt, hoạt động tiêu biểu của khối lớp. Con thật sự rất là quý Hồng Xuân ở cái điểm đó là bạn rất là năng nổ, trách nhiệm với bạn, cũng hòa đồng với các bạn, nên là thật sự trong những cái buổi đầu con đi học đó, thì Hồng Xuân là cái người bạn đầu tiên mà con trao đổi, con nói chuyện, con thấy bạn rất là dễ gắn kết các bạn trong lớp với nhau. Điều mà em thấy quý nhất ở Hồng Xuân là bạn là một người có một cái năng lượng rất là tích cực, điều mà rất là hiếm thấy ở các bạn trẻ hiện nay. Bạn luôn có một cái năng lượng tích cực, luôn vui vẻ, và điều đó khiến cho mọi người xung quanh bạn cũng cảm thấy có một cái năng lượng tích cực gì đó mà được chia sẻ từ bạn. Ngoài ra thì bạn còn rất là chăm chỉ, siêng năng, bạn còn là cầu toàn và kỹ tính nữa. Bạn luôn quan tâm và giúp đỡ các bạn trong lớp. Hiện tại, Hồng Xuân đang tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Với em, những vất vả thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày không thể làm em chùn bước, quyết tâm vươn lên. Xin chúc cho cô học trò nhỏ Hồng Xuân sẽ luôn giữ được nghị lực để thực hiện đạt những mục tiêu tốt đẹp mà em đã đặt ra.